Không phải lần đầu Ngọc Trinh thoải mái diện bikini chạy khắp lâu đài dạo về ở chung với Vũ Khắc Tiệp, cặp tri kỷ còn có những giây phút nóng mặt đầy vô tư. Cặp đôi Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh thường có những hành động vô tư dành cho nhau, người đẹp cũng đã có loạt ảnh triệu like bên hồ bơi Bạc Tỷ. Thế nhưng, việc mặc bikini hai mảnh vui đùa xung quanh cơ ngơi mới của ông bầu khiến nhiều người tỏ ra ái ngại. Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh về sống chung cùng nhau tại biệt thự của ông bầu. Đây chính là không gian sống ảo đắt giá của đôi bạn thân. Đặc biệt, hồ bơi phía trước Bạch Dinh chính là địa điểm cho ra đời các bức hình xịn sò. Do đó, việc cô nàng diện hồ bơi là chuyện thường như cơm bữa. Ấy thế, khoảnh khắc cô vui tươi nhảy chân sáo từ cầu thang bước xuống với bộ bikini nhỏ như sợi chỉ đã khiến nhiều người đỏ mắt. Trên đà tiến triển mối quan hệ, Vũ Khắc Tiệp đã đích thân xuống bếp nấu ăn cho Ngọc Trinh. Cả hai liên tục trò chuyện cực vui vẻ về món trứng rán của anh. Không những thế, anh còn thoải mái vỗ vào vòng ba căng đét của bạn gái tình đồn trước hàng chục nghìn cư dân mạng đang xem livestream, khiến nhiều người bất ngờ về sự vô tư, vô ý này. Những hành động vô tư này khiến cả hai vấp nhiều tranh cãi khi Vũ Khắc Tiệp vô tư thể hiện cử chỉ thân mật với Ngọc Trinh hay việc cô nàng chăm chỉ diện trang phục hở bạo. Tại cơ ngơi mới, khi đang livestream cùng nấu ăn, ông bầu thoải mái thể hiện cử chỉ thân mật quá trớn với cô bạn thân trước hàng chục nghìn người đang xem. Đáng nói hơn, người đẹp gốc Trà Vinh cũng không hề có phản ứng gì, thậm chí cô tỏ ra vui vẻ trong khoảnh khắc người đàn anh trêu đùa. Rồi, chúng ta bắt đầu những nguyên liệu đi anh. Hôm nay thì em thích nấu món gì? Có thể Ngọc Trinh... Dạ, em luôn xích ra. Trời ơi! Đánh chữa lại chim tao. Hello, xin chào 15.000. Wow, 15.000 người. Khoảng thời gian gần đây, Ngọc Trinh dính như sam với Vũ Khắc Tiệp. Tại biệt thự của cô nàng, hai người ở chung nhà gần như 24/24. Chân dài sinh năm 1989, chăm chỉ diện trang phục bó sát và tạo dấu ấn bằng các đường cắt xẻ táo bạo. Cô quấn quýt tạo đủ dáng cùng anh bạn thân. Bộ váy quá hiểm hóc, chỉ một sơ sẩy nhỏ sẽ gặp ngay sự cố. Tình bạn của họ dường như không hề có khoảng cách dù khác biệt giới tính. Không chỉ ở nhà, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh còn không ngại ngần có những hành động gần gũi. Từ khi còn ở mối quan hệ sếp và nhân viên, hai người đã không ngại hôn môi nhau giữa chốn đông người. Hay một tình huống khác, dù chỗ rất rộng, người đẹp vẫn chọn ngồi trong lòng ông bầu. Thậm chí là tại một show thời trang, Ngọc Trinh cũng chủ động ngồi lên đùi của Khắc Tiệp. Khắc Tiệp vẫn cho biết, thứ tình cảm anh đang dành cho Ngọc Trinh là một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống. Khi được hỏi, nếu như Vũ Khắc Tiệp tỏ tình Ngọc Trinh thì sẽ mở lời như thế nào? Ông bầu chân dài lập tức trả lời, anh sẽ không giàu như những người đàn ông trước mà em từng quen, nhưng mà anh tặng em con xe 30 tỷ. Hành động của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh gây nhiều tranh cãi, nhiều cư dân mạng cho là phản cảm, thô tiễn quá mức. Dù biết cả hai rất thân thiết, nhưng hai người nên tinh tế và kiểm soát hành động đúng mực. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!